Đất nước làm nên con người tạo dựng vị thế, nâng tầm đất nước từ trái tim với hào quang của sự cống hiến, không ngừng kiến tạo, không ngừng phát triển. Richie hòa mình vào sự đi lên của thời đại, tự hào hơn 20 năm. Khởi hành trình, khởi giá trị. Từ nguồn nguyên liệu thơm ngon sẵn có, chúng tôi nâng niu trân trọng tinh tuyển kỹ càng, làm nên những sản phẩm thơm ngon tuyệt hảo. Richie, nơi tụ hội tinh hoa tri thức, nhiệt tâm, tiền phong đưa bánh kẹo Việt vươn tầm quốc tế. Khởi nguồn từ niềm đam mê, bắt nhịp với thời cuộc và cơ hội phát triển của ngành bánh kẹo nước nhà. Ngay từ những bước đi đầu tiên năm 2001, chúng tôi đã biến khát khao trở thành động lực. Tiền thân là nhà nhập khẩu bánh kẹo hàng đầu Việt Nam, đối tác tin cậy của các thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng thế giới. Richie không ngừng tìm tòi, nghiên cứu và mở rộng tầm nhìn chiến lược để mở ra những giới hạn mới, chắt lọc tinh hoa của thế giới, kết tinh túy của Việt Nam, đem thật nhiều sản phẩm chất lượng với giá thành phù hợp đến cho người tiêu dùng Việt. Hơn 20 năm kiên định với ước mơ, cũng là hơn 20 năm đồng hành phát triển cùng ngành bánh kẹo Việt Nam. Đó là sức mạnh, là khát vọng, cũng là niềm tự hào của Richie. Sở hữu hệ thống nhà máy sản xuất tiêu chuẩn với hàng chục dây chuyền chuyên sản xuất các loại bánh kẹo đa dạng, Richie có khả năng đáp ứng tốt thị hiếu của người tiêu dùng, đồng thời luôn sẵn sàng những tiềm lực để hoàn thành sứ mệnh tiên phong trong ngành bánh kẹo Việt Nam. Hàng năm, Richie vẫn không ngừng nghiên cứu và áp dụng những công nghệ sản xuất thực phẩm hiện đại, an toàn đến từ nhiều quốc gia hàng đầu vào từng dây chuyền sản xuất để tối ưu hóa chất lượng sản phẩm. Đó cũng là nền tảng vững chắc để Richie tự tin dẫn đầu thị trường trong việc tiếp cận, sản xuất và phân phối những sản phẩm bánh kẹo thơm ngon phù hợp với xu thế tiêu dùng hiện đại, được khách hàng trong và ngoài nước hào hứng đón nhận. Mỗi ngày, từng sản phẩm ra đời trên hệ thống dây chuyền hiện đại là một niềm tự hào to lớn của Richie. Nhiều năm qua, những cái tên như Karo, Jinju, Kenju, Majestic, Peppai đã trở nên quen thuộc, hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu gia đình Việt, trở thành những món quà tri ân ngọt ngào trong mỗi dịp quan trọng. Không chỉ vậy, mỗi sản phẩm của Richie đều đáp ứng nhu cầu khắt khe của các thị trường quốc tế, chinh phục cả những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan. Bên cạnh sự hiện đại trong khâu sản xuất, chúng tôi luôn cam kết chất lượng cũng như tiến độ sản phẩm được đưa ra thị trường nhanh chóng nhất nhờ hệ thống logistics, nhà kho, hệ thống vận tải, vận hành chuyên nghiệp, đồng bộ. Richie hạnh phúc khi trở thành thương hiệu bánh kẹo luôn tiên phong đem đến cho người tiêu dùng cơ hội trải nghiệm các sản phẩm tốt nhất với giá thành phù hợp. Để làm được điều đó, hơn 1.000 cán bộ nhân viên là những chất xúc tác vừa trực tiếp vừa gián tiếp thúc đẩy các hoạt động sản xuất và phân phối của Richie đến khắp mọi nơi. Đặc biệt, lực lượng kinh doanh của Richie có mặt ở khắp 63 tỉnh thành, là lực lượng mũi nhọn mang các sản phẩm tuyệt vời của Richie đến với mọi miền Tổ quốc. Tại Richie, mỗi cá nhân đều như chiếc lá liền cành, đứng trong cùng một tổ chức, làm việc vì lợi ích chung của doanh nghiệp và cộng đồng. Xây dựng duy trì một môi trường làm việc tích cực, sáng tạo, phát huy tối đa năng lực và tinh thần gắn bó. Chúng tôi đồng lòng vì mục tiêu chung, mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất, dịch vụ hoàn hảo nhất, trải nghiệm tuyệt vời nhất. Những ngọn lửa đam mê vẫn đang cháy rực nơi trái tim mỗi con người Richie. Nỗ lực của chúng tôi đã dần kết thành trái ngọt, không chỉ nhận được niềm tin, tình yêu của khách hàng, đối tác, Richie vinh dự được công nhận với hàng loạt giải thưởng cao quý. Sinh ra từ đam mê và tâm huyết, lớn lên bằng khát khao cháy bỏng và sức mạnh từ công nghệ và trí tuệ, tất cả cộng hưởng lại làm nên một Richie vẹn toàn, kiên định qua mọi thử thách, không ngừng vươn xa tới hơn 30 quốc gia trên khắp Nam Châu. Tự hào là một thương hiệu quốc gia đã đánh dấu tên tuổi của mình trên bản đồ thực phẩm thế giới. Richie luôn giữ vững mục tiêu tiếp tục tăng trưởng từng năm, hướng đến trở thành doanh nghiệp bánh kẹo top 3 Việt Nam, tạo dựng khu sản xuất công nghệ cao Richie, phát triển công nghệ để đưa tinh hoa bánh kẹo Việt vươn tầm quốc tế. Richie, khởi hành trình, khởi giá trị.